Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2019-2020. Ở các buổi livestream, chúng ta đã hoàn thành việc so sánh đề thi Hà Nội với các tỉnh thành khác. Chúng ta đã nói về phần nghe của đề thi Hà Nội các bạn, tài liệu ở đâu ra, vân vân. Chúng ta đã hoàn thành phần phát âm, phần dấu nhấn, phần ngữ pháp của đề thi. Chúng ta đã xong phần một từ, ba câu. Chúng ta đã xong phần cụm động từ của đề thi và phần word form. Và phần đọc hiểu đầu tiên các bạn là chúng ta đã hoàn thành. Theo dạng là offline sẽ đưa lên cho các bạn theo dõi nha. Rồi. Và cái phần tiếp theo này các bạn là cái phần điền từ phù hợp. Thì phần này chúng ta sẽ làm ở trên buổi slide stream. Ở đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần đọc hiểu thứ hai này các bạn. Bởi vì phần này mà livestream hướng dẫn cho các bạn thì thông thường các bạn sẽ rất là nản nha. Bởi vì cái bài chúng ta rất là dài các bạn. Rất là dài và điểm số của phần này nó chỉ có 0,7 điểm các bạn. Thôi và điểm nó không có nhiều. Rồi. Thì vì vậy rằng sẽ hướng dẫn cho các bạn ở một cái video này và sẽ đưa lên YouTube cho các bạn. Và chủ nhật thì chúng ta vẫn làm phần điền từ phù hợp và phần viết câu. Thì đây là một cái dạng của cái bài đoạn văn thứ hai của cái đề thi IELTS các bạn. Rồi, có nghĩa rằng người ta sẽ cho các bạn các đoạn văn và các bạn sẽ tìm cái heading các bạn. Rồi, tuy nhiên cái này nó dễ hơn kỳ thi IELTS thật một chút các bạn. Bởi vì ở phía dưới đây nè, chúng ta không có một số câu nữa chúng ta làm giống như những cái đề thi của các tỉnh thành khác. Và đặc biệt là cái bài viết, cái bài văn của chúng ta các bạn về cái chủ đề thân thuộc với chúng ta hơn. Để làm tốt dạng này thì chúng ta sẽ đọc các câu hỏi này trước các bạn nha. Chúng ta sẽ đọc cái headings trước, có nghĩa là câu chủ đề của đoạn văn, để chúng ta sẽ hiểu được cái đoạn văn, để chúng ta sẽ tìm dễ dàng hơn. Rồi, phần đọc hiểu này thầy làm một cái video như thế này cho những các bạn quan tâm nha. Còn nếu livestream mà hướng dẫn cái này thì thầy sợ rất nhiều bạn buồn ngủ. Cái đầu tiên các bạn là cái cuộc gọi nè, cái tiếng gọi của những nhà khoa học cho một cái sự xem xét lại về cái chính sách. Rồi, có nghĩa là nhà khoa học kêu gọi xem xét lại chính sách. Thứ hai là một cái giải thích cho cái việc sử dụng nước mà giảm đi. Phần 3, cái cách mà một cái thử thách của toàn cầu được đáp ứng. Cái cách mà thử thách toàn cầu được đáp ứng. Câu tiếp theo các bạn, heading tiếp theo là cái hệ thống thoát nước hoặc là tưới tiêu nha. Rồi, hệ thống thoát nước hoặc là tưới tiêu thì đang bị bỏ disuse là không dùng các bạn. Ý nói là đang bị bỏ phí. Ảnh hưởng của môi trường, chi phí tài chính của những cái cải tiến về công nghệ. Cái sự liên quan tới sức khỏe. Rồi, chỉ ra những cái vấn đề về cái việc mà tăng dân số nè các bạn. Một cái giảm, cái khuynh hướng giảm trong nhu cầu nước. Nhu cầu để mà tăng những cái tiêu chuẩn các bạn. Một cái sự miêu tả về cái nguồn nước ngày xưa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm nha. Rồi, chúng ta sẽ làm. Cái phần này các bạn đọc này trước để chúng ta hiểu qua cái bài chúng ta sẽ nói về cái gì. Và chúng ta sẽ đọc từng đoạn văn, chúng ta sẽ tìm từng cái heading các bạn. Rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ làm. Đoạn văn chúng ta khá dài các bạn. Rồi, đoạn văn đầu tiên, lịch sử của cái nền văn minh loài người các bạn. Rồi, thì được thắp sáng với cái lịch sử của những cái cách mà chúng ta học để mà tận dụng những cái nguồn nước. Thì ở đây các bạn sẽ cái phần A này các bạn, người ta đã chọn cho chúng ta một cái heading rồi nha. Rồi, phần A này người ta đã chọn cho chúng ta một cái heading. Rồi, chúng ta sẽ làm lại các bạn. Thì lịch sử của nền văn minh này được gắn liền. Rồi, gắn liền với lịch sử của những cái cách mà chúng ta học để mà tận dụng liên quan tới những cái nguồn nước.
Khi mà thị trấn dần dần mở rộng thì nước đã được mang về từ những cái khu vực rất là xa xôi, dẫn tới những cái nỗ lực kỹ thuật rất là tinh vi, rồi tinh túy nha. Rồi như là những cái con đập các bạn, cái con đập và cái hệ thống dẫn nước. Thì vào cái thời đế chế La Mã các bạn, thì chính cái hệ thống nước lớn với một cái layout là một cái bếp bố cục của những cái ống nè tiên tiến và những cái hệ thống thoát nước được xây dựng, rồi được xây dựng thì đã cung cấp cho những cái người dân, những người chiếm đóng thành Rome nhiều nước mỗi người, như là nó được cung cấp nhiều khu vực khắp trên thế giới các bạn. Thì ở đây cái đoạn A của chúng ta đã làm rồi, người ta đã làm cho chúng ta rồi các bạn, để thầy xem đoạn A cái ví dụ này, người ta đã chọn chúng ta là paragraph 11, có nghĩa rằng cái heading 11, một cái sự miêu tả của cái nguồn nước ngày xưa. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn cái heading này, chúng ta chịu khó cả lời có xuống xíu các bạn. Đây cái này, một cái sự miêu tả nha của cái nguồn cung cấp nước ngày xưa. Rồi ở đây, vì vậy cái phần A này các bạn sẽ chọn đây 11 các bạn, 11 nha. Ở đây là cái ví dụ cho chúng ta rồi, tuy nhiên chúng ta làm luôn. Bây giờ phần B này các bạn, bây giờ chúng ta sẽ qua cái đoạn văn B nha. Thì trong cái cuộc cách mạng công nghiệp và cái sự bùng nổ dân số của thế kỷ 19-20, thì cái nhu cầu nước đã tăng rất là mạnh. Cái việc xây dựng mà chưa có tiền lệ của 10.000 cái dự án kỹ thuật vào lúc đó các bạn, cổ xưa vào lúc đó được thiết kế để mà kiểm soát lũ các bạn, bảo vệ những cái nguồn nước và cung cấp nước cho cái sự tưới tiêu và năng lượng nhiệt điện, rồi mang về những cái lợi ích lớn cho hàng trăm triệu người. Thì cái việc sản xuất thức ăn đã theo kịp với cái việc tăng dân số, chủ yếu bởi vì cái sự mở rộng của cái hệ thống tưới cây một cách nhân tạo các bạn, cái mà làm có thể cho sự phát triển của 40% thức ăn của thế giới. Gần như 1/5 của điện nè được tạo ra trên khắp thế giới bởi cái turbine. Rồi, bởi cái turbine theo sức mạnh của quay theo sức mạnh của nước nha. Thì ở đây các bạn thấy rằng cái câu của chúng ta các bạn, cái câu của chúng ta thì đầu tiên người ta nói cho chúng ta là cái cuộc cách mạng và cái sự bùng nổ dân số thì cái nhu cầu tăng lên, và nhu cầu tăng lên thì người ta sẽ xây dựng rất là nhiều nữa các bạn, những cái dự án này, rồi những cái dự án này vân vân vân, để mà tưới tiêu và lấy năng lượng từ. Thì ở đoạn B này các bạn sẽ chọn cái heading số 3 nha, mang ý nghĩa là làm sao mà một cái thử thách toàn cầu được đáp ứng. Các bạn sẽ chọn cái heading số 3. Rồi ở đây cuộc bùng nổ công nghiệp, dân số tăng và vân vân, và rất nhiều thứ diễn ra để mà đáp ứng các bạn. Rồi heading số 3. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn, chúng ta sẽ qua đoạn C nha. Rồi tuy nhiên có một cái khía cạnh đen tối với bức tranh này, bất chấp những cái sự tiến bộ của chúng ta thì một nửa dân số vẫn phải chịu đựng mất nước các bạn, thiếu nước với những cái dịch vụ nước mà inferior to rất là thấp các bạn, rất là thấp cấp, rất là kém. Rồi khi mà so sánh với những cái mà trong cái thời kỳ Hy Lạp và La Mã, quá kỳ các bạn ha, khi mà Liên Hợp Quốc các bạn báo cáo lên cái việc mà truy cập nước nè, rồi được thực hiện vào năm 2001 tháng 11, nhiều hơn 1 tỷ người đã thiếu cái việc mà tiếp cận với cái nguồn nước sạch, một vài khoảng 2 đến một nửa là 2.5 tỷ người các bạn là không có đủ. Rồi các bạn có từ này là đủ nha,
không có đủ cái dịch vụ vệ sinh. Rồi, ý nói là không có đủ nước mà hợp vệ sinh các bạn. Rồi, những cái căn bệnh á, mà liên quan tới nước có thể phòng chống được đã giết khoảng 10 đến 20 ngàn trẻ em mỗi ngày. Và cái chứng cứ gần đây nhất nói rằng chúng ta đang fall behind, chúng ta bị tuột lại phía sau trong nỗ lực để giải quyết vấn đề này. Rồi, đang thì trong nỗ lực để giải quyết vấn đề này các bạn, thì trong cái đoạn C này các bạn sẽ chọn cái heading là số 7 nha. Ở đây là cái sự liên quan tới sức khỏe các bạn. Đoạn văn chúng ta phát biểu rất là rõ ràng nha. Giờ có bức tranh đang tối, thì ở đây giết rất là nhiều trẻ em những căn bệnh liên quan tới nước bẩn các bạn. Rồi, thì ở câu D các bạn là cái hậu quả của cái chính sách nước của chúng ta. Rồi, đã mở rộng ra hơn cả cái việc mà gây tổn hại tới sức khỏe con người. Rồi, sau những cái việc tổn hại sức khỏe con người, thì 10 triệu người đã bị buộc để mà di chuyển khỏi căn nhà của họ. Rồi, thường là với rất ít cảnh báo hoặc là bồi thường để mà làm cái con đường cho những cái hồ chứa nước các bạn phía sau những con đập. Thì hơn 20% những cái loài cá nước ngọt bây giờ đang bị đe dọa hoặc là đang bị nguy cơ tuyệt chủng bởi vì những con đập và cái việc mà rút nước đã phá hủy cái hệ thống sinh thái ở những dòng sông mà chảy tự do, nơi mà chúng sinh sôi phát triển các bạn. Và cái việc thực hành tưới tiêu nhất định đã degrade, đã làm giảm đi, làm tồi tệ đi chất lượng của đất và giảm đi cái năng suất nông nghiệp. Cái mực nước ngầm, rồi cái chỗ chứa nước ngầm này các bạn đang được bơm nhanh hơn. Chúng thật sự phục hồi trong rất là nhiều khu vực của Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ vào cái nơi nào đó. Và những cái tranh chấp này về cái việc cái nguồn tài nguyên nước được chia sẻ ra đã dẫn tới bạo lực các bạn, và đóng góp tới việc tăng lên cái căng thẳng quốc tế và địa phương. Rồi, ở cái câu D này các bạn, ở cái đoạn văn D này người ta nói rất là nhiều tới những cái hậu quả của nó. Rồi, nên các bạn sẽ chọn cái nào mà nói tới cái hậu quả của nó nha. Chúng ta có đoạn văn câu D các bạn, chúng ta chọn heading số 5 là ảnh hưởng tới môi trường nha. Ở đây là environmental effects nha. Các bạn sẽ chọn cái heading số 5. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua E các bạn, E, F, G, H. Rồi, chúng ta còn 4 đoạn văn nữa luôn. Rồi, thì lúc bắt đầu của cái thiên niên kỷ mới các bạn. Rồi, lúc bắt đầu của cái thiên niên kỷ mới. Tuy nhiên, những cái nhà lập kế hoạch về tài nguyên nghĩ rằng nước thì đang bắt đầu để thay đổi. Thì cái sự tập trung này thì đang chuyển nhẹ nhàng trở lại cái sự cung cấp cho những cái nhu cầu về môi trường và nhu cầu cơ bản của con người, như là cái ưu tiên số 1, đảm bảo một vài cái điều này cho tất cả thay vì nhiều hơn cho một ít người. Một vài chuyên gia nước bây giờ đã đòi hỏi rằng cơ sở hạ tầng tồn tại được sử dụng trong một cái cách thông minh hơn là việc xây dựng những cơ sở vật chất mới các bạn. Rồi, nó đang ý nói gì tới đang cái việc mà thuộc dạng là trong bài chúng ta các bạn, chúng ta có cái từ disuse, có nghĩa là bị lãng phí nha. Cái mà được xem như là cái lựa chọn đầu tiên. Rồi, ở đây là the option of last resort, là lựa chọn cuối cùng các bạn. Chúng ta có as a last resort, có nghĩa là như là một phương án cuối cùng, không phải là một cái phương án đầu tiên. Thì cái sự đổi thay trong cái triết lý này đã dần dần được chấp nhận rất là rộng khắp, và nó đã có một cái sự phản đối rất là mạnh mẽ, và từ một vài tổ chức nước đã được thành lập.
Tuy nhiên, nó có lẽ là cách duy nhất mà để mà chỉ ra một cách thành công cái vấn đề đang gây áp lực của việc mà cung cấp cho tất cả mọi người nước sạch để mà uống. Thì nước đủ để mà trồng thực phẩm và một cuộc đời không phải lo lắng từ những cái căn bệnh mà liên quan tới nước các bạn. Thì ở đây là cái đoạn văn E. Rồi, ở đây là cái đoạn văn E. Các bạn sẽ chọn cái heading. Rồi, ở đây các bạn sẽ chọn cái heading là. Rồi. Y các bạn nha. Rồi, các bạn sẽ chọn heading là Y. Thì ở đây có nghĩa rằng những cái nhà lập kế hoạch nguồn nước các bạn bắt đầu để thay đổi. Rồi, tuy nhiên ở dưới đây người ta nói rất nhiều tới cái triết lý là những cái chuyên gia. Rồi, có nghĩa rằng tiếng gọi của những nhà khoa học cho việc xem xét lại cái chính sách nước này, nó là cái biện pháp the last resort các bạn, có nghĩa rằng là một cái biện pháp tiên quyết nhất. Rồi, as a last resort là như là phương án cuối cùng. Bây giờ các bạn qua câu F nha. Rồi, chúng ta khá dài các bạn. Cái đoạn này khá là dài. May mắn thay và không được mong đợi thì nhu cầu nước không tăng nhanh như một vài người tiên đoán. Kết quả là áp lực để mà xây dựng cơ sở hạ tầng nước đã bị loại bỏ những năm qua, 2 thế kỷ qua các bạn, 2 thập kỷ qua, dù cho dân số, cái sản lượng công nghiệp và cái năng suất kinh tế đã tiếp tục để mà tăng trong những quốc gia phát triển, thì cái tỷ lệ ở cái tỷ lệ mà người ta đã rút nước từ những cái nguồn nước này, rồi từ những dòng sông con hồ đã chậm chậm đi, và trong một vài khu vực của thế giới nhu cầu này đã giảm. Rồi, may mắn thay nhu cầu không có tăng nên không cần xây dựng gì nhiều. Câu F ý là vậy các bạn. Thì câu F các bạn sẽ chọn cái heading số 9 nha, là một cái sự ngạc nhiên trong cái khuynh hướng giảm nhu cầu của nước. Rồi, các bạn sẽ chọn cái heading số 9 ở đây. Đây các bạn. Rồi, một sự ngạc nhiên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu G. Cái mà giải thích cái turn các bạn là cái sự đảo chiều một cách đáng kể của những cái sự việc này. 2 nhân tố. Thứ nhất, người ta đã khám phá ra cách mà sử dụng nước hiệu quả hơn và những cộng đồng đang tư duy lại về sự ưu tiên của họ cho việc sử dụng nước. Thì qua 3/4 đầu tiên của thế kỷ 20 thì số lượng của nước ngọt tiêu thụ mỗi người đã tăng lên gấp đôi tính trung bình. Ở nước Mỹ thì cái việc mà sử dụng nước nè gia tăng 10 lần, ở đây 10 lần các bạn nha. Rồi, trong khi dân số tăng 4 lần. Rồi, nhưng từ năm 1980 thì số lượng của việc tiêu thụ nước mỗi người đã giảm xuống nhờ vào rất là nhiều những kỹ thuật mới, cái mà giúp đỡ giữ nước các bạn ở nhà và ngành công nghiệp. Ví dụ như các bạn tắm vòi hoa sen các bạn, ngày xưa thì không có vòi hoa sen, các bạn múc á. Mỗi lần múc nước các bạn múc một gáo nước, bạn xối xuống người của bạn rất là phí nha. Nhưng mà chúng ta tắm vào hoa sen các bạn, nó rất là tiết kiệm mà sạch nữa. Rồi, ví dụ các bạn thì người Nhật Bản sử dụng xấp xỉ 13 triệu galon nước để mà tạo ra 1 triệu sản lượng công nghiệp. Thì trước năm 1989 điều này đã giảm xuống 3,5 triệu galon, thậm chí là tính tới cái nạn lạm phát các bạn, có nghĩa là sự tăng lên mỗi năm á, hầu như một cái phần tư của nước, của cái sản lượng nước. Thì ở nước Mỹ cái việc mà lấy nước đã giảm hơn 20% tính từ đỉnh cao năm 1980. Thì ở cái đoạn G này các bạn sẽ chọn, rồi các bạn sẽ chọn cái heading 2 các bạn nha, có nghĩa rằng một cái sự giải thích cho cái việc sử dụng nước ở cái câu đầu tiên của chúng ta nè, rất là rõ ràng các bạn. Rồi, các bạn sẽ chọn câu heading số 2 đây. Rồi, bạn chọn heading số 2 đây. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu H các bạn. Rồi, trái lại những con đập và những cái hệ thống dẫn nước và những cái hình thức khác của cơ sở hạ tầng
sẽ vẫn còn rất là khó để mà xây dựng, đặc biệt trong những quốc gia phát triển nơi mà nhu cầu cơ bản của con người đã chưa được đáp ứng. Nhưng những dự án này phải được xây dựng với những cái quy cách kỹ thuật cao hơn và với cái sự giải trình rõ ràng hơn cho người địa phương, có nghĩa rằng anh làm anh phải giải thích với các bạn, phải giải thích là hiệu quả hiệu suất gì đó và môi trường của họ hơn trong quá khứ, có nghĩa bây giờ làm phải giải thích, và thậm chí trong những cái khu vực nơi mà những cái dự án mới dường như đã được cấp phép, đã được đảm bảo, thì chúng ta cũng tìm cách để đáp ứng những nhu cầu với ít nguồn tài nguyên hơn, rồi tôn trọng cái tiêu chuẩn sinh thái hơn, và với một cái ngân sách hạn hẹp hơn. Thì ở đây câu H các bạn sẽ chọn cái, rồi câu H các bạn sẽ chọn cái heading 10 nha. Ở đây là nhu cầu để mà tăng cái tiêu chuẩn các bạn. Rồi tăng cái tiêu chuẩn. Rồi các bạn sẽ chọn cái heading 10 ở đây. Rất là dài các bạn. Ở đây cái bài này mà livestream thì thông thường các bạn ngủ hết nên thầy không có livestream cái bài này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Các video tiếp theo thì thầy sẽ livestream và bỏ trên YouTube cho các bạn theo dõi. Xin cảm ơn. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.